Mình tưởng tượng quá là cái ngoại ngoại cảnh như là ma vương cái dung nó quậy phá mình hay không? Dạ. Đạo Phật thì chuyển á, chuyển là chuyển cái gì? Là mình tu là có trí tuệ, mình ở đây là các vị Phật đều biết hết. Cũng xin chào quý bà con và khán giả đang theo dõi kênh YouTube An Giang Lê Thanh. Thì hôm nay một ngày rất đẹp trời, ngoài bóng cây dừa, một cái sân vườn rất là mát mẻ. Thì bên cạnh đó Lê Thanh hữu duyên gặp lại Giao Thật, người em trai có một cái tâm gọi là tâm Phật đó. Em ấy cái tâm của em ấy rất là tốt, cho nên hôm nay Lê Thanh làm một clip muốn chia sẻ đến khán giả gần xa. Những cái câu nói hoặc là những cái pháp của em Giao Thật này thì cho khán giả được biết. Em Giao Thật ơi, em có cái pháp nào gửi đến khán giả gần xa để thoát khỏi sinh lão bệnh tử không? Có thể chia sẻ lên kênh của anh được không? Dạ, kính chào các quý vị ở nước ngoài và trong nước và các đồng đạo gần xa và ở gần đất An Giang. Thì không có pháp gì ngoài ra bằng pháp niệm Phật và niệm danh hiệu là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì pháp này thì là bất sanh bất diệt, có thể vãng sanh về cõi Phật. Dạ. Thì mình niệm thế giới cực lạc giáo chủ là Nam Mô A Di Đà Phật, thì mình niệm từ 1 đến 10 thì được vãng sanh. Thì vãng sanh về tùy theo phước, mà phước công đức mình được hưởng ở dưới cõi ta bà này mà mình vãng sanh. Thứ hai nữa, về chảnh tu học tùy theo mà cái nguyện lực mình dưới đây là mình sẽ ở đây. Còn nói chung là về chảnh thì không bao giờ là nguyện về đây được, trước khi là mình bỏ cái tâm ác dưới đây, như là không phỉ báng Phật pháp, không phạm tội ngôn nghịch thì được vãng sanh về cõi Tây Phương. Là nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà là 10 niệm tức vãng sanh. Cái nguyện này rất là vĩ đại, nguyện lực rất là hay và dũng mãnh về cõi đó. Và thứ hai nữa, niệm Phật Thích Ca Mâu Ni. Cõi đó chỉ là một một cõi, hai cõi. Phật Thích Ca Mâu Ni là thầy của tôi, là cũng là hai cõi, cũng như là vẻ đẹp trang nghiêm đều giống nhau. Bây giờ là không có nguyện lực gì hết, là mình tu chỉ là được về cõi của hai vị đó, là Phật Thích Ca Mâu Ni và Phật cũng là Phật A Di Đà đó, là A Di Đà Phật. Thì mình cứ niệm thường ngày, niệm được phước, và hai vị đó niệm về cũng được là được phước hết. Nói chung là pháp đó cũng hay, nhưng mà mình ở dưới đây mình ráng tạo cái công phước và công đức đi thì quả vị mình cao hơn thôi. Thứ hai nữa là cha mẹ mình đối xử đàng hoàng, tử tế với nhau. Con có thể là cha mẹ nuôi lớn lên thì không bao giờ mà chửi cha mắng mẹ được. Mình có thể là mình làm con, cha mẹ mắng chửi mình có lý do, mình không được cãi. Cãi là trừ khi mình không hiểu đạo, cãi thì phải xa địa ngục. Thứ hai nữa, thứ ba nữa là như vậy, là mình nếu mình có tâm đi tu mà xuất gia thì được cha mẹ, nếu chung là mình có thể là xuất gia ly thân với gia đình, vô chùa các thầy cạo tóc xuất gia đắp y, rồi mình tu đạo theo đạo Phật Thích Ca. Thứ hai nữa là bên
Bên đạo Phật thì tu tại gia. Tại gia là tu ở trong có gia đình. Gia đình hòa thuận mới gọi là tại gia. Nói chung là ở trong đạo á, lúc nào cũng cha mẹ nó không nghe, cũng có một con sâu làm rầu nồi canh là đứa con của mình không nghe theo của mình. Một vị tu hành tại gia thì lúc nào cũng vậy. Cha mẹ nói không nghe thì cha mẹ tu hiền cỡ nào thì cha mẹ con mình quậy phá, tại vì mình hiền quá. Mình hiền quá thì con mình nói không nghe, tại vì mình chưa biết cách dạy dỗ hay là cái nghiệp gì đó con mình không đi tu. Mình tu mình phải cảm hóa được con mình, như vậy đưa vào Phật pháp. Tôi không nói là một vị tu hành mà mới tu mà chưa được cảm hóa, tại vì số nghiệp con mình nó khác với nhau với mình, chứ không phải là giống nhau được. Thì cái căn cơ, thì cái căn duyên mình nhiều kiếp, nhiều tiền kiếp mình tu tập về đây, rồi mình chỉ là trả nghiệp và tu hành với nhau được vả vị nào đó để mình hưởng cái sự an lạc và nhẫn đến là phép và thần thông của mình được chứng. Dạ. Và như vậy còn là còn đưa đến là cái sự mê tín dị đoan đa số là rất là nhiều ở An Giang và các nước ngoài. Những khi là mình tin đạo Phật quá, các ông các bà có suy nghĩ là đồng đạo á, có suy nghĩ là mình tưởng tượng quá là cái ngoại cảnh như là ma vương cái dung nó quậy phá mình hay không. Dạ. Đạo Phật thì chuyển là chuyển cái gì, là mình tu là có trí tuệ, mình ở đây là các vị Phật đều biết hết. Dạ. Vị Phật cũng là tôi nói cũng là một vị thầy tôi trong đó. Dạ. Mình tu mình đừng tưởng tượng nhiều quá, mình tư duy cái nào là chân chánh là mình tu hành. Dạ. Đừng có ham gì mà làm phước nhiều, so đo làm phước hoặc là công đức, cứ làm, đừng có so đo với người khác làm. Mình làm phước bao nhiêu, làm công đức bao nhiêu, mình so đo đi. Mình hơn, làm công đức hơn đi, nhưng mà trong lòng mình lầm tham rồi. Nhân quả sẽ cắt đứt cái phước và công đức đó sẽ mất đi. Dạ. Bởi vì còn sanh lão bệnh tử, thua những vị Thanh Văn La Hán hoặc là Duyên Giác Bồ Tát như vậy. Tại vì La Hán Thanh Văn Bồ Tát là một vị đó là rất là có lòng từ bi và là tiếp dẫn chúng sanh và đưa đến cái sự an lành và mãi mãi và đi đến cõi niết bàn vĩnh cửu. Dạ. Còn ở trong nói về mình đảo lộn về nói về mê tín dị đoan đi. Đa số trong đạo á, có đạo thì bên Diêm Trì Kim Mẫu, nhưng mà chuyển cái căn đó mình thấy là được cái gì hay không, mình nhảy múa được cái gì hay không, hay là đạo Cao Đài nè cũng hay, nhưng mà cách cúng lại của mình á, là cũng hay, nhưng mà đạo bên đây nói chung là nhảy múa cũng hay. Đạo Cao Đài là đạo Đế Thích, là đạo một mắt đó, là Cao Đài. Nói chung là đạo, nói về đạo Duy Trì Kim Mẫu đi, là múa đó ở trên cõi của Ngọc Hoàng đó, có thể nào mà múa không? Cũng nằm ở trong cái cõi đó, Duy Trì Kim Mẫu, cõi Ngọc Hoàng, nằm ở trong đó đó. Thì mình có thể cảm giác múa được im không? Dạ. Hay là mình nhảy
mình nhảy múa mà trong tâm tư mình có đau đớn về cái thể xác mình không? Nếu đau thể xác của mình và đau thể xác của mình hay là linh hồn của mình sẽ cái đó là không phải là đạo chân chánh, là các đồng đạo à. Mình phải là giữ lại, coi cái mình định thiền vô, mình quán xét về các vị xung quanh của mình đang nhảy, các vị xung quanh mình đang coi, thì mình có làm những chúng sanh đó được an lạc và mình được an lạc trước chưa, quay lại là mình an lạc trước chưa và chúng sanh trước chưa, rồi mình hả đi đến cái đạo đó là mình múa là mình tặng cho mẹ hoặc là cho cha gì đó. Mình phải biết là cái đạo đó là cái thể xác mình được khỏe hay không, và chúng sanh được khỏe hay không. Nếu đạo Phật hay là đạo Đi Thích hay là Duy Trì Kim Mẫu, nếu được an lạc á, là không bao giờ mà cha mẹ hay là Duy Trì Kim Mẫu là không làm cho mình đau đớn thể xác và linh hồn. Dạ, nó mới đạo chân chánh. Còn đa số nhiều đạo, nhiều cách ngôn ngữ khác nhau, đưa đến ngôn ngữ có trí tuệ với phát cái ngôn ngữ để mình tìm hiểu với nhau mà đưa đến cái đạo mà chân chánh. Dạ. Thì Lê Thanh cũng xin cảm ơn em trai Giao Thật có những đôi lời nói với các đạo hữu gần xa về vấn đề mà đạo. Thì Lê Thanh xin cảm ơn em, cảm ơn khán giả đã quan tâm và theo dõi một đoạn video của Lê Thanh. Cũng hẹn quý bà con và khán giả tiếp theo sẽ gặp lại Giao Thật trên những kênh YouTube của Lê Thanh như thế này. Lê Thanh cũng xin chào ạ.